Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tiếp tục ở phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần quản lý sản phẩm cho backend và cái mà chúng ta đang sử dụng admin là view. Đó, thì ở đây là thư mục view thì trước hết chúng ta sẽ start cái server của phần view lên. Chúng ta sẽ chạy npm run dev để chúng ta start server lên. Phần API thì mình đã bật sẵn rồi để đỡ mất thời gian của các bạn. Thì mình đang bật sẵn cái API với port là localhost 8000 rồi. Được chưa? Chúng ta chỉ cần chạy nó lên thôi. Thì quá trình chạy run build này này, nó nhanh hay chậm nó còn phụ thuộc vào ổ cứng của các bạn đang dùng là cái gì nữa nhá. Ví dụ các bạn dùng ổ cứng là SSD chắc chắn là sẽ nhanh hơn HDD. Và nếu mà các bạn sử dụng máy cấu hình cao hơn thì cái việc run build này nó cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có giao diện của trang quản lý như thế này. Mình sẽ đăng nhập vào với cái thông tin như thế này. Đó, thì đây là cái phần mà chúng ta đã làm ở buổi trước. Và mình cũng đã cập nhật database cho phần này, tức là chủ động thêm bằng tay vào để chúng ta có dữ liệu test. Và mình cũng đã xóa đi cái phần menu sub. Ở đây mình sẽ sử dụng một menu như thế này thôi. Được chưa? Để xóa đi thực ra thì nó rất đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần xóa ở đây, đó chính là cái phần router config này. Chúng ta chỉ cần ẩn nó đi. Các bạn nhìn thấy này, ở trong phần router này, các bạn nhìn thấy đối với category chúng ta có các router con đây, trang danh sách này, thêm mới và cập nhật. Đó, thì ở đây mình chỉ cần thêm thuộc tính 2 vào trong cái config này là chúng ta đã ẩn được cái menu đấy đi rồi. Được chưa? Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ làm cho phần sản phẩm. Thì sản phẩm thì mình sẽ làm gì với nó? Thì chúng ta sẽ thực hiện quản lý sản phẩm. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo luôn ra một cái category là một cái router là product như thế này. Đây, product như thế này. Được chưa? Ví dụ đây mình sẽ để quản lý sản phẩm. Đó, được chưa? Và dưới này chúng ta sẽ có các phần là thêm mới. Lúc này chúng ta chạy nó lên, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có phần quản lý sản phẩm ở đây. Được chưa các bạn? Và phần quản lý sản phẩm này chúng ta đang sử dụng cái component view của category, nên là khi click vào thì chúng ta thấy là nó sẽ vào phần giao diện danh mục như thế này. Thì chúng ta sẽ quay trở lại đây, chúng ta sẽ vào phần thư mục view như thế này và tạo ra thư mục product. Trong product mình sẽ tạo ra một thư mục là form.view và một thư mục nữa đó là index.view để đại diện cho phần danh sách. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ đi xử lý cho phần danh sách trước. Ok chưa? Thì đối với phần danh sách thì mình sẽ làm gì? Đối với phần danh sách thì chúng ta sẽ, mà có lẽ là mình sẽ thực hiện cho phần thêm trước đi. Phần danh sách mình sẽ để, tạm thời mình sẽ chưa khai báo gì. Đối với phần danh sách thì mình sẽ để khai báo một cái giao diện rỗng như thế này. Được chưa các bạn? Và dưới đây sẽ là script. Đó, dưới script này thì các bạn có thể khai báo một vài cái thông tin cơ bản trước đi. Ví dụ như là export, mình sẽ viết sát vào đi như thế này. Thì ở đây mình sẽ viết là export cái gì. Chúng ta sẽ export default theo đúng cú pháp của component view. Và trong đây chúng ta sẽ đặt một cái name, ví dụ như là list product, gọi là product list chẳng hạn. Được chưa? Và chúng ta cũng sẽ có data, tạm thời chúng ta chưa làm gì với nó, return như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Sau đó chúng ta quay trở lại phần form. Chúng ta sẽ đi thực hiện phần thêm sản phẩm trước các bạn nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại phần form. Thì ở đây chúng ta sẽ xử lý cái phần gọi là product form như thế này. Và chúng ta sẽ xử lý cho phần thêm sản phẩm. Thì đây mình sẽ để một cái tiêu đề để các bạn biết là đây là màn hình thêm, gọi là thông tin sản phẩm đi. Sản phẩm. Đó, được chưa? Còn ở ngoài màn hình này chúng ta sẽ là danh sách sản phẩm. Đây, thì chúng ta sẽ có danh sách sản phẩm ở đây. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta quay trở lại phần config của router. Chúng ta sẽ thực hiện ở đây, thay đổi ở đây. Ví dụ như là thư mục này sẽ đổi thành product index. Và thư mục này chúng ta cũng sẽ đổi thành product index. Đó, phần thêm sửa thì chúng ta sẽ dùng chung form, nên là chúng ta sẽ để như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái này lên.
thì các bạn sẽ thấy là đó, khi chúng ta vào phần index, vào phần product đây, thì nó sẽ vào danh sách sản phẩm như thế này, được chưa các bạn? Nếu mà chúng ta vào phần grid thì nó sẽ vào cho chúng ta phần gọi là thông tin sản phẩm đây, thề mới đây, được chưa các bạn? Đó, còn nếu chúng ta muốn vào edit thì các bạn thấy router của edit sẽ là edit và có ID, chúng ta sẽ như thế này. Đó, được chưa? Thì các bạn thấy là chúng ta vào phần cập nhật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện từng cái chức năng của phần quản lý sản phẩm các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xử lý cho phần thêm đi. Cho phần thêm, nhưng mà chúng ta vẫn cứ làm hiển thị danh sách tĩnh ra đã, để chúng ta xử lý cho phần thêm nó dễ dàng hơn. Thì đối với phần danh sách tĩnh, vì chúng ta đang sử dụng cái element UI, element IO của view, nên là chúng ta sẽ sử dụng ở đây sẽ giống như category thôi. Chúng ta sẽ copy cái phần này xuống đây, được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ có phần cả cái phần table này đây. Chúng ta sẽ có cả phần table này, và ở đây chúng ta sẽ copy cái gì nữa, chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan đến sản phẩm ở đây. Thì chúng ta chỉ cần đổi tên ở đây thành product như thế này các bạn nhé. Biến của chúng ta sẽ là product có S, có nghĩa là danh sách sản phẩm. Và trên này của chúng ta sẽ có phần gì? Chúng ta sẽ có phần gọi là tên sản phẩm. Mỗi cái element column, table column này nó là một cột các bạn nhé. Thì các bạn, cái này thì chắc là mình sẽ không cần phải nhắc lại nữa. Đó, thì tạm thời chúng ta sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ có một phương thức grid để click vào, chúng ta sẽ xử lý cho phần thêm mới. Thì cái grid này chúng ta sẽ định nghĩa nó ở đâu? Chúng ta sẽ định nghĩa nó trong method, được chưa? Và chúng ta sẽ có phương thức grid. Thì cái grid này chúng ta sẽ gọi đến cái gì? Thì ở trong grid này các bạn chỉ đơn giản là chúng ta chuyển trang. Và chúng ta sẽ chuyển trang bằng cách là khi người dùng nhấn grid thì chúng ta sẽ redirect nó về một cái trang, ví dụ như là zip về cái trang thêm kia, zip router. Không phải router, chúng ta sẽ dùng như thế này. Put sẽ là cách để chúng ta chuyển trang, được chưa bạn? Các bạn chuyển đến đâu thì chúng ta sẽ có một cái gọi là router name. Router name của chúng ta sẽ là gì? Thì chúng ta sẽ truyền cái name về. Đó, được chưa các bạn? Và ở đây chúng ta sẽ quay trở lại đây, chúng ta sẽ đặt tên router cho từng phần. Ví dụ sản phẩm sẽ là product index này, được chưa? Name router nó ở đây các bạn nhé. Đó, product grid. Rồi, ok, lúc này quay trở lại đây, chúng ta sẽ thêm nó vào đây như thế này, được chưa các bạn? Chúng ta chạy nó lên. Đó, chúng ta thêm này. Thì các bạn thấy là thông tin sản phẩm khi chúng ta thêm, được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ có phần thông tin sản phẩm như thế này. Thì đối với sản phẩm nó sẽ có các thông tin gì? Thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến một vài thông tin như sau. Chỗ này chúng ta nên CSS cho nó xuống dòng một chút. Thì chúng ta sẽ CSS nó như thế này. Chúng ta sẽ định nghĩa cho cả cái toolbar này một cái margin bottom đi. Thì chúng ta sẽ định nghĩa style ở trong đây. Với trường hợp là toolbar thì chúng ta sẽ để là margin bottom bằng 10 pixel chẳng hạn, hoặc 15 pixel chẳng hạn. Chạy nó lên các bạn nhé. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ được cái phần này. Rồi, quay trở lại đây. Đối với thông tin sản phẩm này thì mình sẽ thêm một vài cái cột nữa. Đầu tiên tên, rồi là URL, rồi đây chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến gọi là sản phẩm này thuộc danh mục nào. Đó, mình sẽ xử lý là một sản phẩm sẽ thuộc một danh mục thôi nhé. Rồi chúng ta sẽ có phần gọi là giá bán của sản phẩm, được chưa? Giá bán, ok chưa các bạn? Rồi chúng ta sẽ có phần gì nữa? Chúng ta sẽ có phần liên quan đến, ví dụ như là nó có phải là sản phẩm nổi bật hay không. Đó, thì chúng ta sẽ để là nổi bật. Đó, có phải là sản phẩm nổi bật hay không, được chưa các bạn? Có lẽ là chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Và chúng ta sẽ có một cái phần gọi là tồn kho. Tồn kho để chúng ta biết là cái này có đang có hàng hay không. Đó, các bạn chỉ cần có một vài cái thông tin cơ bản như thế này thôi. Có lẽ là chúng ta không cần
À thôi được, chúng ta cứ để cái Slack ở đây để chúng ta quản lý cho nó dễ. Được chưa các bạn? Tạm thời chúng ta sẽ cần như thế này trước. Rồi, bây giờ đối với phần form quản lý sản phẩm thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì đối với form quản lý sản phẩm thì chúng ta sẽ phải đi xử lý ở đây. Được chưa các bạn? Phần form này là phần mà chúng ta sẽ phải xử lý rất nhiều. Mình sẽ lấy cái format form theo category trước. Đây, mình sẽ lấy theo format form của category. Thì chúng ta sẽ có các input như thế này. Đây các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ, đây chúng ta sẽ có form như thế này. Đó. Và mỗi cái form này chúng ta sẽ có các column. Ở đây chúng ta sẽ có vModel, nó sẽ là thông tin của product. Được chưa các bạn? Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên cho nó là tên sản phẩm. Và sẽ là product.name. Thì chúng ta sẽ phải định nghĩa ra một cái product. Thì product của chúng ta nó sẽ có những thông tin gì? Thì product của chúng ta nó sẽ có các thông tin ví dụ như ID. Không có, ban đầu default sẽ là rỗng. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ có thông tin gì nữa? Chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến name. Đó, mình sẽ khai báo như này. Slack. Đó, chúng ta khai báo price sẽ là không như thế này. Được chưa các bạn? In stock. Để chúng ta biết là à, cái này của chúng ta nó đang có hàng hay không. Được chưa các bạn? In future, tức là sản phẩm này có phải là sản phẩm nổi bật hay không. Mình sẽ định nghĩa default nó sẽ không phải. Được chưa các bạn? Unit, đơn vị của sản phẩm. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có các thông tin khác. Được chưa? Chúng ta sẽ có các thông tin khác như là image. Image ở đây mình đang sử dụng là nhiều ảnh, tức là lưu nhiều ảnh trong cùng một cột. Được chưa các bạn? Và image của nó mình sẽ, column của nó đang có kiểu là JSON. Được chưa? Đó, ngoài ra thì chúng ta sẽ có các thông tin như database chúng ta thiết kế đấy. Meta title, meta description. Cái này sẽ phục vụ cho thông tin khi mà chúng ta muốn sale web các bạn nhé. Meta keyword. Đó, khi muốn sale thông tin cho một sản phẩm thì chúng ta cũng nên sử dụng cái này. Được chưa các bạn? Thì keyword ở đây mình sẽ lưu dưới dạng mảng để sau này mình sẽ sử dụng các tag, kiểu như vậy. Được chưa? Và cuối cùng mình sẽ có phần category ID. Category ID nó là cái gì? Category ID nó chính là cái mà chúng ta chọn xem là à, cái danh mục sản phẩm của chúng ta nó đang thuộc, cái gì, thuộc danh mục nào. Được chưa? Sản phẩm của chúng ta đang thuộc danh mục nào thì chúng ta sẽ lưu thông tin này. Ok chưa? Đó, thì thông tin cơ bản nó sẽ như vậy. Chúng ta chạy nó lên. Chúng ta đang có một cái lỗi ở đây, nó là div ending format. Hình như chúng ta thiếu mất một cái thẻ gọi là thẻ đóng của div. Đó, được chưa? Chúng ta thiếu mất thẻ đóng như thế này nên nó báo lỗi là đúng rồi. Đây, lúc này chúng ta chạy lên meta description. Ở đây nó là gạch dưới, mình viết bị sai. Đó, được chưa? Thì các bạn ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy được thông tin sản phẩm như thế này. Cái label width này là cái để chúng ta quy định cái label, cho cái phần bên trái này này. Đó, độ rộng của nó ở đây này. Được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ cập nhật thêm các thông tin cơ bản khác các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có các thông tin gì? Chúng ta có tên rồi. Chúng ta sẽ đặt luôn Slack ở đây. Thì Slack này nó sẽ là cái gì? Nó chính là cái đường dẫn URL của sản phẩm mà sau này chúng ta sẽ dùng đấy. Được chưa? Đây chúng ta sẽ để là Slack, mà cũng là Slack luôn. Được chưa các bạn? Đó. Thì đối với Slack này thì chúng ta đang sử dụng một cái thư viện để chúng ta xử lý cho Slack. Đây, chúng ta đã viết một cái function. Thì các bạn có thể kế thừa luôn cái function mà mình viết đây để các bạn có thể dùng nó cho project thực tế luôn. Thì cái product này nó sẽ, Slack này nó giúp cho chúng ta chuyển cái đường dẫn, ví dụ như là như thế này, để các bạn hiểu luôn. Ví dụ như học lập trình, thì nó sẽ chuyển thành học lập trình ở dưới này. Thì việc sử dụng cái Slack này nó rất đơn giản. Các bạn chỉ cần, vì mình đang định nghĩa nó ở đây rồi, nó là một cái thư viện dùng chung, nên là chúng ta sẽ import nó vào. Thì để import thì chúng ta sẽ chỉ cần import nó đơn giản như thế này. Import cái gì? Thì chúng ta sẽ import là Slack
Notify như thế này. Đó, được chưa bạn? Chúng ta import từ đâu? Chúng ta sẽ import nó từ Until. Đây, chúng ta sẽ import từ thằng Until. Và tên file của nó là gì các bạn? Selectify như thế này luôn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Là các bạn đã có thể sử dụng được phương thức này rồi. Phương thức này sử dụng cũng rất đơn giản các bạn nhé. Phương thức này các bạn chỉ cần đặt nó vào trong cái input này với một cái sự kiện. Ví dụ mình để là blue. Khi người dùng bỏ chuột ra khỏi input ấy, thì nó sẽ nhận cái này. Được chưa? Đó. Và blue ở đây mình sẽ gọi, à không phải dùng như này. Blue ở đây mình sẽ gọi đến một phương thức ở trong đây. Thì mình sẽ định nghĩa ra một cái, ví dụ như là chúng ta tạo ra một cái method như thế này. Và trong đây chúng ta sẽ có một cái gọi là select như thế này. Được chưa? Thì đây mình sẽ gọi đến là select. Đó, được chưa các bạn? Thì cái hàm select này chúng ta sẽ xử lý gì ở trong đây? Chúng ta sẽ xử lý đơn giản như thế này. Ở đây nếu chúng ta không truyền value vào cũng được, vì mục đích là mỗi lần chúng ta select, chúng ta sẽ lấy ra cái gì? Chúng ta sẽ lấy ra cái thông tin get.product.select để chúng ta xử lý cho phần này. Chúng ta gọi product name vào get.product.name. Đó, được chưa các bạn? Thì cái này nó sẽ dùng ngay cả khi chúng ta hover chuột vào cái input là name như thế này. Chúng ta đang có lỗi ở đây. Product label instructify. Chúng ta đang chưa lấy được cái file selectify này vào. Cái selectify của chúng ta nó đang chưa nhận các bạn ạ. Thì chúng ta cùng kiểm tra nhé. Until này. Rồi, thư mục rồi. Đó. Selectify. À rồi. Anh hiểu rồi, anh đang bị dùng sai đây, thiếu một backslash ở đây. Đó, cái này ví dụ chúng ta để là học lập trình web chẳng hạn. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Các bạn nhìn thấy chưa? Nhưng các bạn thấy có một vấn đề ở đây, đó là nếu mà chúng ta viết như thế này. Bỏ đi. Học lập trình web mà chúng ta bỏ chuột ra, các bạn thấy nó không nhận. Chúng ta phải click vào đây bỏ ra thì nó mới nhận. Vậy làm sao để chúng ta mỗi khi thay đổi học lập trình web như thế này thì ở dưới này nó sẽ thay đổi theo. Đó, thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta xử lý nó như thế này các bạn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái watcher để chúng ta lắng nghe cái product name này. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là watch như thế này. Được chưa các bạn? Và cái watch này của chúng ta sẽ lắng nghe cái gì? Chúng ta sẽ lắng nghe cái product.name như thế này. Vì product nó, name nó là một cái key ở trong cái mảng product. Mà để sử dụng cái watch cho một cái key trong một mảng ấy, tức là cái mảng đấy nó lớn ấy, thì chúng ta có nhiều thông tin ấy, thì chúng ta sẽ phải sự viết theo hướng như thế này. Chúng ta sẽ viết theo cách handle như thế này các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ viết như thế này, được chưa? Đó, và chúng ta sẽ kiểm tra là à, nếu cái này thay đổi thì chúng ta chỉ cần viết chấm select. Đó, ok chưa? Chúng ta chỉ viết chấm select như thế này là ngay lập tức chúng ta thay đổi. Nhưng chúng ta chỉ muốn là khi mà chúng ta thêm mới thì nó thay đổi thôi. Còn nếu mà chúng ta cập nhật thì chúng ta sẽ không cho phép nó tự động thay đổi, mà chúng ta phải sửa bằng tay. Được chưa? Thì chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà get.product.id là như thế này là tồn tại ID, có nghĩa là chúng ta đang sửa sản phẩm. Nhưng nếu viết chúng này thế này là chúng ta thấy là nó không tồn tại ID, có nghĩa là khi chúng ta thêm mới thôi thì chúng ta mới tự động sửa select. Đó, như thế này. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ xử lý ở đây như sau. get.select sẽ bằng với value. Đó. Ok chưa các bạn?
Được chưa? Đây. Thậm chí là chúng ta không cần nhé. Chúng ta không cần đổi nhé. Chúng ta chỉ cần như thế này thôi. Đây, ví dụ học lập trình web tại Suntech Việt Nam. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ được một cái select như ở bên dưới. Ok chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta sẽ đi tiếp là chúng ta sẽ tạo ra một cái gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là phần chọn danh mục. Phần chọn danh mục thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng select box ở trong Element UI các bạn nhé. Đây, trong Element UI IO này thì các bạn sẽ thấy chúng ta có phần select box. Select box. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có cái phần select box và cách dùng nó như thế này. Được chưa? Đó. Ok chưa các bạn? Bây giờ chúng ta quay trở lại trang của mình thì chúng ta sẽ định nghĩa ra, mình sẽ các bạn có thể viết cách từng cái input này ra cũng được để các bạn nhìn nó dễ dàng hơn. Đó, các bạn cứ làm sao mà các bạn cảm thấy nó hợp lý là được. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có phần có danh mục sản phẩm, danh mục thôi. Được chưa? Và nó sẽ là category ID như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Và phần danh mục này thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đây, element này. Chúng ta đưa nó vào đây. Đó. Đây. Tại sao đang là 4 mà vào đây nó lại nhỏ hơn kiểu như vậy? Thì chúng ta cứ để nó là space là 4 đi cho nó đồng nhất. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái model. Model ở đây nó sẽ là vModel, đây chính là product.categoryID các bạn nhé. Và đây chúng ta để một cái product holder, ví dụ là chọn danh mục. Được chưa? Và đây của chúng ta sẽ là product.categoryID. Và ở đây nó sẽ là gì? Nó sẽ là item. Item này thì nó sẽ có ID, key của danh mục, name, tên của danh mục và cái gì nữa các bạn. Và nó sẽ có gì ở đây nhỉ? Chúng ta sẽ có gọi value này cũng là ID. Sau đây các bạn, ở đây của chúng ta nó phải là một cái biến category, có nghĩa là danh sách category mà chúng ta lấy được. Đó, thì mình sẽ tạo ra một cái biến category như thế này. Được chưa? Đây, lúc này chúng ta chạy lên này, các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta sẽ có phần gọi là danh mục như thế này. Được chưa? Đó. Thì nếu mà chúng ta có danh mục ở đây nó như thế này thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy là chúng ta lấy ra được sản phẩm, ví dụ như ID bằng 1, name của nó ví dụ như là laptop. Đó, hoặc là ID bằng 2, name của nó sẽ là mobile chẳng hạn. Mobile như thế này. Được chưa? Đó, các bạn sẽ ngay lập tức nhìn thấy là chúng ta lấy ra được cái category này. Đây, chúng ta chạy nó lên đây. V4 cho cái này. Đây, sẽ là category như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Ok chưa? Và chúng ta muốn có một cái xóa như thế này thì chúng ta chỉ cần đưa cái clearable vào là được. Trong đây này, chúng ta đưa cái gọi là clearable như thế này. Được chưa? Lúc này chúng ta chạy lên nhé. Nếu chúng ta chọn này, đó, chọn xong chúng ta có thể xóa. Kiểu như vậy. Ok chưa? Vậy category bây giờ chúng ta lấy nó ở đâu? Category chúng ta sẽ lấy nó từ API category. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái category API này. Được chưa các bạn? Và lấy ra tất cả các sản phẩm, các danh mục. Thì chúng ta lấy nó như thế nào? Thì đơn giản thôi, ở đây chúng ta sẽ, trước hết là chúng ta sẽ import. Import cái gì? Chúng ta sẽ import cái phương thức getOwn. GetOwn ở đây là getOwn category đấy. Đây, như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ getOwn như thế này. Và chúng ta sẽ để là getOwn category. Đó, đổi thành một cái tên như thế này. Được chưa các bạn? Và sau đó chúng ta sẽ import nó từ đâu? Import nó từ API trở đến category.
Đây, tay file category có số ít các bạn nhé. Thư mục API category. Được chưa các bạn? Đó, lúc này chúng ta sẽ có một cái phương thức. Mình sẽ định nghĩa ví dụ như get category như thế này. Đó, ok chưa? Get category. Được chưa các bạn? Phương thức này nó sẽ chạy khi nào? Khi mà chúng ta, khi mà component này nó được load, khi mà component này nó được khởi tạo đấy, thì component này nó khởi tạo thì đồng nghĩa với việc create, có nghĩa là nó sẽ chạy trước khi mọi thứ được load. Được chưa? Khi create thì chúng ta sẽ gọi đến this get category như thế này. Trong đây chúng ta sẽ làm gì? Trong đây chúng ta sẽ lấy ra được cái get on category như thế này. Được chưa bạn? Thì get on category lúc này nó sẽ có vai trò như thế nào? Nó sẽ có vai trò là giúp chúng ta lấy ra được danh sách tất cả những sản phẩm, những danh mục. Đây, các bạn có thể đặt tên phương thức hoặc không cần cũng được. Đây, chúng ta hoàn toàn có thể đặt như thế này, this category.gen như thế này. Đó, và trong đây gen của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy ra cái gì các bạn? Thì ở đây chúng ta sẽ viết theo ES6 thì chúng ta sẽ viết như thế này. Được chưa? Và từ đây chúng ta sẽ zip trở đến cái gì? Category bằng class.data như thế này. Đó. Lúc này chúng ta chạy lên thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ lấy ra được danh mục các category. Đây, chúng ta sẽ loại bỏ cái này đi đã. Bây giờ chúng ta cùng chạy lên nhé, xem chúng ta lấy ra được không. Thì chúng ta muốn xem thì chúng ta sẽ console log red như thế này. Ok chưa? Chúng ta chạy thử lên này, xem nó đã gọi đến API của chúng ta chưa. Có vẻ như chưa các bạn ạ. Created get category. À rồi, chỗ này của chúng ta không còn phải là get nữa, mà nó là get category từ cái phương thức này luôn. Đây, được chưa các bạn? Đó, get on category này. Bây giờ chúng ta chạy lên này. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó đã lấy chưa. Đó, lúc này nó đã lấy danh sách category rồi này. Đây, và nó lấy ra được category này các bạn này. Đó, data.category. Thì của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ có thông tin gì? Chúng ta sẽ có thông tin red.data như thế này, được chưa? Sau đó chúng ta chạy lên. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ chấm category như thế này. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy ra được danh sách tất cả những category của chúng ta đang có, để chúng ta chọn cho phần thêm sản phẩm. Được chưa các bạn? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến phần nào. Chúng ta sẽ tạo ra một cái form cho phần giá bán. Phần giá bán thì chúng ta sẽ tạo như thế này. Đây chúng ta sẽ để là giá bán. Được chưa? Đây sẽ là price. Được chưa các bạn? Và chúng ta bỏ cái này đi. Đó, thì đây sẽ là price. Ok chưa? Sẽ là price. Đó. Phần này thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tag sẽ bằng number. Number để giúp chúng ta quy định là người dùng chỉ có thể nhập số ở đây thôi, không được phép nhập chữ. Được chưa? Default nó sẽ là không như cái chúng ta đang định nghĩa. Được chưa các bạn? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là sản phẩm nổi bật. Sản phẩm nổi bật. Thì sản phẩm nổi bật của chúng ta nó sẽ có cái gì? Và còn hàng hay hết hàng thì chúng ta sẽ sử dụng một cái component, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ là switch như thế này. Đây, chúng ta sẽ sử dụng component switch như thế này để quy định là cái này nó đang còn hàng hay là hết. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ sử dụng nó như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng nó đơn giản như thế này thôi. Ví dụ mình sẽ định nghĩa ra một element nữa, đó là gọi là gì nhỉ? Tồn kho hay là hết hàng.
Thì đây chúng ta sẽ có key lệnh instat. Đó, chúng ta sẽ có key lệnh instat như thế này, được chưa? Thì cái instat này của chúng ta nó sẽ có một cái không phải là element như thế này nữa, được chưa? Mà lúc này nó sẽ là một cái switch. Cái switch này sẽ giúp cho chúng ta xử lý, nó sẽ là cái này, element switch như thế này, được chưa các bạn? Element switch, và chúng ta sẽ có một cái thẻ đóng cho nó. Vmodel ở đây sẽ bằng product chấm cái gì, product chấm instat như thế này, được chưa các bạn? Đó, chúng ta chỉ cần đơn giản như thế này thôi. Chúng ta chạy nó lên nhé. Đó, ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ quy định tiếp theo, đó là sản phẩm này có phải là future hay không. Nổi bật đấy, chúng ta để như thế này. Qua cái bài tập này, qua cái phần quản lý sản phẩm này, thì các bạn sẽ làm được những cái phần khác tương tự, kể cả chức năng khác các bạn nhé. Nên là mình sẽ không đi quá nhiều ở trong phần backend này, mình sẽ chỉ làm những phần chính thôi, và từ những cái phần này các bạn hãy chủ động làm thêm những phần khác nữa, thì lúc đấy cái skill của bạn nó sẽ lên hơn và nó sẽ không bị phụ thuộc vào những cái mà mình demo, được chưa? Các bạn phải làm nữa thì nó mới có kết quả được. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ được cái phần này đó, thì mặc định nó vào nó sẽ không phải là sản phẩm nổi bật, và mặc định cũng sẽ không phải là hết hàng. Nếu hết hàng chúng ta switch sang như thế này, ok chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến một cái nữa, đó là các thông tin liên quan đến meta title, sales description. Đó là những cái mà chúng ta sẽ phải xử lý để hiển thị nó lên. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là, ví dụ mình sẽ để là gì nhỉ, field set len như thế này. Đó, ví dụ như là sale, cái này dành cho sale đấy. Chúng ta chạy thử lên, đó nó sẽ như thế này, được chưa? Nó sẽ như thế này, mà không, mình sẽ để như thế này, gọi là vẫn sử dụng cái label này, nhưng mà chúng ta sẽ có phần gọi là cho sale như thế này, dành riêng cho sale đấy, thông tin gọi là sale đấy, được chưa? Thì mình sẽ tạo ra một cái label dạng như thế này trước, đó, được chưa? Và ở trong đây chúng ta sẽ có các input dành riêng cho sale, ví dụ đó là thông tin liên quan đến title. Đây, thì ở đây chúng ta sẽ để luôn là meta title đấy, vì cái này là sale nó là không nên dịch làm gì cả, thì ở đây chúng ta sẽ để là meta title, được chưa các bạn? Đó, phần unique này tạm thời mình sẽ bỏ đây. Đó, meta title. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có thông tin gì? Chúng ta sẽ có gọi là, đây, phần meta title này nó phải là một input. Như thế này, được chưa các bạn? Sẽ như thế này. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ bỏ cái tile number này đi. Thì đây sẽ là meta title, được chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ như thế này. Ok chưa? Đó, toàn bộ thông tin liên quan đến sale. Và chúng ta sẽ thêm cái phần này gọi là meta description. Đó, thì meta description nó sẽ là cái meta DESC này. Đây, được chưa các bạn? Và nó là input, sorry. Đây mình sẽ đổi nó thành input. Đó. Nhưng type của nó lúc này nó sẽ là có một cái type dạng như thế này. Text area. Đó, sau đó chúng ta chạy lên thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta được cái meta title như thế này. Chúng ta đang bị thừa mất một cái thẻ này. Đó, ổn chưa? Các bạn hoàn toàn có thể set lại cái border cho thằng này nhìn cho nó
cho nó ổn hơn nhé. Ví dụ các bạn để style như thế này, nhìn nó in đậm quá. Đây, các bạn set cho nó ví dụ như là border sẽ bằng 1 pixel, solid F1. Đó, giả sử như vậy, xem nó có nhạt hơn không. Đó, nhìn nó nhạt nhạt hơn một chút rồi này, cho nó đỡ căng. Test đinh trên dưới đi, ví dụ như 10 pixel, 0 pixel. Đó, giả sử như vậy thì mình sẽ tạo ra được cái padding cho phần phía trên và phía dưới, 10 pixel và 5 pixel, 15 đi. Đó. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ được cái này. Rồi, tiếp tục đến phần keyword thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Keyword ở đây mình sẽ sử dụng một cái khái niệm là tag ở trong đây. Tag ở trong view component này, chúng ta sẽ làm nó như thế này, được chưa? Ví dụ như là máy hút bụi chẳng hạn. Đó, đó, mình sẽ dùng đúng cái tag này. Ok chưa các bạn? Thì cái tag này mình sẽ làm nó ở đâu? Thì cái tag này ở đây, nó mình đang sử dụng sẵn một cái component mà mình đã viết rồi. Tất nhiên là các bạn sẽ được kế thừa sử dụng cái này. Vì bản chất của cái tag này mình đang dùng này, thì nó là cái component này thôi. Đây, có cái là mình tối ưu để cho nó phù hợp với project này, để chúng ta có thể dùng nó một cách dễ dàng. Thì khi các bạn lấy source code của phần này về thì chắc chắn là các bạn sẽ có cái phần component này rồi, thì các bạn có thể tham khảo, được chưa? Bởi vì nó khá là nhiều, nếu mình viết từ đầu thì sẽ rất mất thời gian. Và mình sẽ để ở đây, các bạn nhìn qua là các bạn biết thôi, nó không khác gì code ở đây cả. Đây, nó sẽ giống như ở đây thôi, được chưa? Nhưng mà mình đưa nó vào một cái component riêng để mình tối ưu nó, được chưa các bạn? Thì ở trong đây chúng ta muốn dùng nó thì chúng ta chỉ cần import nó vào thôi. Thì để import nó vào thì chúng ta sẽ import cái tag nó vào như sau. Import ở đây chúng ta sẽ để là tag, nó có nhiều nên là chúng ta sẽ để là tag như thế này. Đó, thì nó sẽ nằm ở trong đâu? Nó sẽ nằm ở trong component có s như thế này, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ là tag index như thế này. Đó. Và để sử dụng component thì ở dưới đây chúng ta cũng sẽ phải định nghĩa luôn cho nó một cái component như thế này. Đó, nó sẽ là tag. Đó. Được chưa các bạn? Ok chưa? Bây giờ nó dễ ở cái việc là sau khi mà chúng ta sử dụng định nghĩa xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ dùng nó rất đơn giản. Chúng ta sẽ gọi vào tag nó đơn giản như thế này này. Đây, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn để các bạn có thể dùng nhé. Ở đây, mình sẽ gọi cái tag này vào bằng cách là chúng ta sẽ định nghĩa ở đây nó sẽ là keyword như thế này. Thì đây nó sẽ là keyword này. Keyword, được chưa? Trong và bên trong keyword này sẽ là tag. Đó, đây sẽ là meta keyword. Được chưa các bạn? Và ở bên trong cái meta keyword thì nó sẽ là tag. Và cái tag này nó sẽ là một thẻ như thế này. Đó, mình có thể định nghĩa một thẻ như thế này thôi, được chưa? Và cái tag này mình sẽ có cái gì? Mình sẽ truyền vào một cái tag. Ví dụ như ở đây, các bạn nhìn thấy là cái tag này nó có một cái prop là tag, có nghĩa là chúng ta sẽ truyền vào tag. Nếu không truyền vào mặc định, nó sẽ là một cái mảng rỗng. Thì ok, chúng ta sẽ truyền vào một cái tag như thế này, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ truyền vào ở đây là chúng ta sẽ lấy giá trị. Giá trị đó chúng ta sẽ lấy ở đâu? Thì chúng ta sẽ lấy nó ở dưới này. Đây, các bạn nhìn đây. Thì nó sẽ là một cái giá trị là từ product chúng ta trở đến cái gì? Tag như thế này các bạn nhé. Nó đang là meta keyword. Thì nó sẽ là meta keyword như thế này, được chưa các bạn? Đó. Các bạn có thể đóng như thế này hoặc các bạn dùng như thế này đều được các bạn nhé, không vấn đề gì. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng một khái niệm đó là scene. Scene có nghĩa là nó sẽ binding cái biến này sang bên kia. Khi mà ở thằng cha có thay đổi thì nó sẽ binding sang cho thằng con, nó sang cho component này này, được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta chạy thử nó lên đã, thì các bạn sẽ thấy chúng ta đang có một cái lỗi ở đây, đó là gì? Nó đang không tìm thấy cái component tag index này.
Rồi, bây giờ chúng ta xem là cái tag index này của chúng ta đang bị không có. Ta không có S các bạn nhé. Thì ở đây của chúng ta có S không? Cũng không hề có S. Component có S không? Có S này. Sao không được nhỉ? Tag index component. Tag index và chúng ta cũng đã đưa tag vào rồi. Ok, để mình xem nào. Có lẽ là chúng ta đang sử dụng sai một cái tên hay một key gì đấy. Chữ hoa, chữ thường. Ok, copy xem nào. Component tag. Tag này. Rồi, index các bạn ạ. Đúng, nó báo rất chính xác. Index của chúng ta là index chữ thường. Sorry các bạn. Đây. Đó. Được chưa? Rồi, ok. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái keyword. Đây mình sẽ để là meta đây. Keyword viết đủ như thế này. Đó. Ví dụ mình thêm là học lập trình. Đó. Học lập trình web. Đó. Ví dụ như Sumtex Việt Nam. Đó. Thì chúng ta sẽ được cái thông tin sale cho phần sản phẩm như thế này các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có phần gọi là chi tiết sản phẩm. Phần chi tiết sản phẩm thì chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Thì phần chi tiết sản phẩm chúng ta sẽ phải sử dụng một cái editor. Một cái editor mà trong đấy chúng ta có thể soạn thảo được. Thì ở đây mình sẽ ưu tiên sử dụng một cái editor mà hiện nay được sử dụng rất nhiều. Đang được sử dụng rất nhiều, đó là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Cái editor này hoàn toàn miễn phí. Thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về web. Thì các bạn sẽ có một vài cái editor như là liên quan đến CK editor, Tiny editor hay là một vài cái khác nữa. Tuy nhiên thì hai cái bản mà mình vừa kể trên là hai bản editor có phí. Được chưa? Bây giờ mình muốn sử dụng một cái bản editor miễn phí thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái editor nó có tên như thế này. Q editor như thế này các bạn ạ. Q editor. Đây. Được chưa? Thì để sử dụng thằng này thì rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ editor. Chúng ta sẽ cài nó vào. Thì các bạn vào đây và thực hiện cho mình một bước cài đặt thôi. Nó dễ lắm. Đây. Quick intro đâu nhỉ? Guide đây. Đây các bạn nhìn này, chúng ta có thể cài như thế này. Đó. Thì ở đây mình sẽ vào đây. Chúng ta sẽ tắt cái này đi. Chúng ta sẽ tiến hành cài nó như thế này. Thì ở phần này chắc là chúng ta sẽ chỉ đủ thời gian để dựng giao diện lên thôi. Có lẽ là sẽ không làm thêm được quá nhiều. Rồi, ok, không vấn đề gì. Mình sẽ chia nhỏ từng phần ra để chúng ta thực hiện từng cái một. Được chưa? Đó, thì riêng cái việc cài này nó cũng sẽ mất một vài phút. Thì các bạn chịu khó chờ nhé. Đó, ok, có vẻ ổn rồi. Các bạn nhìn thấy là chúng ta đã cài đặt xong cái editor kia rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải start lại thôi. Rồi, chúng ta sẽ start lại. Start lại server cho phần backend này. Đúng ra là mình sẽ phải cài trước thì chúng ta đỡ mất thời gian như thế này. Đó. Có lẽ là những backkit sau lần sau mình chỉ giới thiệu thôi. Mình sẽ cài sẵn đi. Nó sẽ không bị mất thời gian khi chúng ta làm mấy cái này. Được chưa các bạn? Rồi ok. Nhưng mà lần này build cũng khá nhanh. Rồi chúng ta sẽ đưa editor vào là xong. Sau đó chúng ta sẽ đi tiến hành xử lý cho phần sản phẩm này. Đây. Mỗi lần build là nó sẽ tự mở lên cho chúng ta như thế này các bạn nhé. Rồi, quay lại phần sản phẩm thêm mới. Đây, form đây. Và phần dưới này chúng ta sẽ có phần gọi là nội dung. Thì chúng ta sẽ thêm cái nội dung đó vào như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nó.
Đây, nó sẽ nằm ở ngoài cái phần này. Đó, đây sẽ là ví dụ như là nội dung chi tiết sản phẩm đi, cho nó có ý nghĩa. Thì đây của chúng ta nó sẽ là cái gì các bạn? Phần chi tiết này nó sẽ, mình đang chưa định nghĩa, hình như nó là content. Đây, mình sẽ để nó là content. Không nhớ database nữa, lười mở lại. Đây, content, được chưa? Mặc định thì sẽ là 5. Ok chưa các bạn? Thì chúng quan trọng là chúng ta sẽ dùng nó như thế nào đây? Chúng ta sẽ dùng cái phần này như thế nào? Thì cách dùng của nó cũng khá đơn giản các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ phải có một vài cái option. Cái này là mình sẽ copy sang thôi, bởi vì cái option này nó sẽ là cố định, nên là sau này các bạn dùng thì các bạn cũng sẽ không phải nghĩ nhiều nữa. Được chưa? Mình sẽ tạo ra một cái biến ở đây, nó có tên là editor option đi. Đó, thì option của thằng này nó cũng khá đơn giản các bạn ạ. Nó sẽ có một cái module như thế này. Trong đây chúng ta sẽ quy định toolbar. Nếu mà chúng ta không cần option gì hết thì thôi, cứ nhúng nó vào đã. Đây, thì chúng ta sẽ nhúng nó vào như thế này. Bây giờ quay trở lại web để chúng ta nhìn đã. Đây, chi tiết sản phẩm đây. Được chưa các bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhúng nó vào. Chúng ta sẽ nhúng nó vào thông qua cái này. Đây, kêu editor. Đó, chúng ta đóng nó lại. Đóng nó lại như thế này. Được chưa các bạn? Thì chúng ta có cần phải làm gì không? Thì xin thưa là chúng ta sẽ phải làm đấy. Nếu mà các bạn muốn cấu hình các thứ, ví dụ như toolbar này các bạn muốn thay đổi đi một chút xíu thì các bạn có thể bỏ đi. Mình thích ở cái editor này là nó sẽ không cần phải set hai các thứ, chiều cao nó sẽ auto như thế này. Đó, content đến đâu thì nó cao đến đấy, mình thích như vậy. Đó, tất nhiên là cái mình thích nhất vẫn là miễn phí và nó đơn giản. Được chưa các bạn? Đơn giản, và đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng highlight code được đấy. Nếu mà những bạn mà chia sẻ nội dung về lập trình, ví dụ như thế này, chúng ta, đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta còn hoàn toàn có thể viết code ở đây để mà chúng ta chia sẻ. Đó, echo hello world, hello world như thế này. Đó, được chưa các bạn? Rồi, thì có lẽ là phần này chúng ta sẽ kết thúc cái phần form này các bạn nhé. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có hai cái input ở phía dưới này để chúng ta xử lý cho phần gọi là submit. Thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa một cái input vào, cũng ném nó trong element thôi, nhưng element này của chúng ta sẽ không có gì nữa. Và ở trong đây chúng ta sẽ có hai cái input. Thì input ở trong element nó sẽ là L button thôi. Mình sẽ không mở lại trang element component nữa. Được chưa? Và ở đây nó sẽ có một cái type của nó sẽ bằng primary. Đó. Và mình sẽ để đây là lưu lại. Được chưa? Cuối cùng ở bên này thì của chúng ta nó sẽ là một cái gọi là reset, hủy hoặc là cancel, tùy các bạn nhé. Đó, nửa Anh nửa Việt như thế này thì nó cũng không hay lắm. Đây, cancel thì chúng ta để một cái type khác, ví dụ danger như thế này. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái input như thế này để chúng ta thực hiện set. Đó, cụ thể là khi chúng ta set chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải đi validate form, chúng ta sẽ phải đi xử lý rất nhiều thứ nữa trước khi chúng ta submit lên server. Đó, còn một cái liên quan đến thông tin sản phẩm nữa đó là hình ảnh, thì có lẽ là mình sẽ để ở buổi sau. Được chưa các bạn? Đó, rồi, ok. Bây giờ chúng ta tạm thời kết thúc video đây nhé. Video tiếp theo mình sẽ xử lý cùng các bạn xử lý phần validate và lưu thông tin sản phẩm mà người dùng đã nhập ở đây. Được chưa? Rồi, các bạn hãy thực hành nó trên máy của mình. Chào các bạn.